Đây là kênh phụ của mình, đây là kênh TikTok của mình, và đây là group Facebook Thợ Săn Run City Quân Torico. Hãy đăng ký và theo dõi hành trình của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, kêu trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là trong series Run City và xíu vào một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau là điểm qua một vài vấn đề nha các bạn. Ở đây thì chúng ta đang có những cái thông số tài nguyên như sau. Thứ nhất là lượng game chúng ta còn lại là 2K6. Thứ hai là lượng vàng chúng ta đã vượt mốc là 4 tỷ rồi các bạn, nói chung là 4 bi đó. Và thứ ba, lượng trái cây chúng ta chỉ còn lại là 76 mê. Thì giờ chúng ta sẽ giải thích từng cái thông số tài nguyên nha. Thứ nhất là về lượng game chúng ta còn lại 2K6, thì lúc đó chúng ta mới đây có một cái video mà đạt lại lượng game là 5K, tại sao bây giờ chúng ta chỉ còn là 2K6 thôi. Thì đó là do mình đã mua một lần trái cây nữa là khoảng tầm 1K5 game. Sau đó là mình còn lại khoảng tầm 3K5 hay 3K6 gì đó. Rồi sau đó chúng ta mua thêm là 700 game đá nâng cấp môi trường cầu vòng các bạn. Thì chúng ta nâng cấp được là một cái môi trường cầu vòng level 7 và hai cái môi trường cầu vòng level 4 ở đây. Đó. Rồi. Và còn một số lượng game cũng tương đối là nhiều, thì chúng ta like chú rồng Forge hơi là dỗi, cho nên là chúng ta chỉ còn lại 2K6 game nha các bạn. Về lượng vàng thì sau khi chúng ta mở được vùng đất này và mở đất thì lượng vàng chúng ta bị giảm khá là nhiều, nhưng mà sau một thời gian ta tích trữ trở lại thì cũng đã đạt lại là cột mốc là 4 bi đó các bạn. Thì khi mà đạt được cột mốc này, mình sẽ cố gắng để mà mua thật là nhiều môi trường habitat để chúng ta là lên level nha các bạn. Rồi, và lượng trái cây chúng ta thì từ 295 trong sự kiện là chúng ta giảm giá cho ăn, thì mình đã rất là tận dụng để mà có thể là nâng cho nguyên vàng rồng của mình. Thì tất cả đều là ở trên đây các bạn, tất cả đều là full level với lượng sao hiện tại rồi. Đây là nói chung là 5 sao thì là 70 nè, 4 sao 60, 3 sao thì 55 và 2 sao thì 50 nha các bạn, 1 sao 45, còn nếu mà không có sao nào thì 40 là hết đắt. Đấy, để làm đẹp cái profile trên đây. Chính vì vậy nên chúng ta từ 290 mấy là 95 các bạn xuống còn 76 thôi. Nhưng mà nói chung là vẫn có giữ lại một ít lượng food là còn dư để may mốt cho chú rồng ăn lên các bạn, Rally Food đó. Rồi, và như thế thì chúng ta gọi là điểm qua rất là nhanh, nên bây giờ chúng ta sẽ nói về sức mạnh của một nhân vật. Nói chung là chúng ta đã rất là mong chờ khi mà gọi là sự kiện đến, các bạn chúng ta đều đồng loạt là bảo rằng: anh ơi, nâng cho Blood God lên level 70 đi, em thấy sức mạnh của Blood God level 70 là như nào anh ơi, để em còn hướng đến nữa. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại sức mạnh của chùm cuối là Nanh Thần Blood God Vampire các bạn. Thực ra thì thời điểm trước chúng ta có thể coi là chú rồng Blood God này là chùm cuối luôn đấy. Nhưng mà sau khi chúng ta ra thêm một vài dòng rồng thế hệ mới thì cảm thấy là vị thế chúng ta rất là gọi là ít nhiều cũng đã bị lung lay các bạn. Đây, nhất là những chú rồng là gọi là Kama các bạn, với cái sự bá đạo mà né chiêu mà còn gọi là đam lại là x2 mà còn có thể là khiến cho hệ ngoài không gian bị x2 luôn, thì đây là một trong những đối thủ rất là cứng và là khắc tinh của chúng ta luôn các bạn. Nhưng mà không sao, thì giống như mình đã nói là cho dù là như nào thì chúng ta cũng sẽ không có bị là out meta sớm đâu. Ta vẫn có thể là cố gắng để mà phát triển, để mình cố gắng để ta nâng sao và nâng level các bạn. Bạn nào chúng ta không có gọi là mảnh Lust God thì chúng ta có thể là chọn nâng trước cho Brie Fung được. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong test sức mạnh của Lust God các bạn. Chúng làm Lust God, chúng ta đi test sức mạnh, chúng ta phải đi một mình các bạn. Trời ơi, phải đi một mình chứ mà đi nhiều người chúng ta cảm thấy là gung tay gung chân các bạn. Phải đi một mình chúng ta mới có thể là đánh một cách là nhiệt tình, nhiệt huyết được. Mong bên kia là nói chung là có là full 5 sao hết thì mình vẫn là tiếp chiêu các bạn. Nhiều khi chúng ta là lo sợ gặp những chú rồng là Kama rồi cứ né chiêu rồi phản đòn liên tục thôi. Chứ còn đây chúng ta gọi là trời tối lắm các bạn. Rồi, với sức mạnh của Nanh Thần hiện tại chúng ta đã full máu và full sát thương,
thì lượng đam chúng ta sẽ bao nhiêu đây ở skill hệ băng. Với một skill hệ băng rồi, ôi 106k luôn các bạn. Trời, bên kia là chúng ta chơi đòn tự hủy. Rồi, ta sẽ cho bên kia biết thế nào là đòn tự hủy nè. Đây, bóng tối. Ôi, 133 lượng máu là chúng ta được hồi lên luôn các bạn. Trời ơi, gọi là hơn cả nửa cái máu của chúng ta rồi. Đây thì nãy là chúng ta chơi là mục đích chúng ta nhắm đến chiếc rồng này thôi. Và rồng này là hệ điện các bạn. Hèn chi là chúng ta còn sống sót nè, 106. Ui. À, bên kia đã giao tranh chúng ta bây giờ máu lên thì đam bao nhiêu đây? 90 các bạn. Với cái đòn đánh hút máu 2k thì sát thương còn khá là, nói chung là kiểu là so với những skill còn lại thì khá là bé các bạn. Rồi. Bây giờ thì quay đối thủ cũng khá là được nè. Giờ mình thử chơi lại skill hút máu nha, xem là đam cỡ nào. 85, quay còn bé hơn lúc nãy nữa. Sao vậy? Đây thì chơi chiêu này chắc là hơn 200k rồi. Chỉ bạn mà 208. Quay. À, với một cái đòn mà chúng ta có thể thấy là đòn Legend Spell này 2k6 thì xem. Ui trời ơi, ủa kỳ vậy, sao có 187 vậy, đam ảo vậy. Trời ơi, sao skill kia gọi là 2k3 mà đam gọi là rất ổn định các bạn, toàn là 108 rồi đam chí mạng cũng là 208. Sao mà skill chúng ta lại kỳ tục canxi dữ vậy ta. Mình xem lại các bạn. À đây các bạn thấy là bên đây có chút rồng là Titan thì để chúng ta tối hóa thì chúng ta sẽ sử dụng skill bóng đêm nè. Bóng đêm bao trùm. Rồi 112 hồi lên, nói chung là cũng là nửa cây máu các bạn. Có lúc thì hơn, có lúc thì nửa cây máu. Rồi tới công chuyện luôn. Giờ chơi skill hệ băng lần nữa nè, còn hơn 200k không? 192. Rồi xong có một cái sự lát nhẹ đây. Rồi mình chơi skill là đây gần nha. Trên 100k không? 92. Kỳ lạ các bạn, sau nãy có 3 pha gọi là liên tiếp là trên gọi là đó mà giờ là không trên 100k là sao? Thứ là này, skill băng. Đó, 106 các bạn. Ôi, đam ảo thiệt sự, đam ảo rồi. Đây là đam ảo rồi các bạn. Rồi, giờ thì để mà đam ảo hơn, ta sẽ bút tháp lên. Xôi ôi, bút tháp lên tăng bao nhiêu đây? Ta sẽ là 20% lượng máu và lượng sát thương đó các bạn. Đó, thành ra là trong đây là chúng ta là thành kẻ hủy diệt. Nào, ta gặp một chú rồng Kama để mà nói chuyện các bạn. Xem ai dai hơn, không có gặp các bạn. Mình thấy nhiều bạn là chúng ta đánh ở trong language cũng gặp chú rồng Kama đánh tới tấp luôn các bạn. Đánh hoài luôn mà không có sao, là bên kia né đâu hoài mà. Đánh là ai mà chơi lại, gọi là chơi quá là ghê rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ test lại skill băng nè. 111k, wow. Rồi, uầy, lượng máu chúng ta đã lên là 273k rồi các bạn. Trời ơi, lượng máu lên nhiều dữ. 273k, trời ơi. Thì giờ chúng ta sẽ sử dụng skill speed nè. Speed bao nhiêu đây? 127k, đó, phải như vậy các bạn. Và skill bóng tối, bút lên bao nhiêu? 140k các bạn, wow. Với cái sức mạnh này thì chúng ta gọi là kẻ hủy diệt các bạn. Plus God, sức mạnh của một vị thần rồi. Bên đây thì chúng ta đâu có ai mà đánh chí mạng ta, chúng ta sợ mà các bạn. Trời ơi, cái gì đâu phải sợ. Ok, giờ thì mình chơi hẳn luôn là skill bóng tối nè. Xem được đam thế nào nha. 131k. Ồ, đam mỗi lần là 44 chia cho gọi là đối thủ bên kia rồi. Gộp lại cũng là cao lắm các bạn. Đó, hút máu thì chắc cũng phải là trên 100k chứ nhở. Trên 100k các bạn, 118k. Uầy, cái hai skill là chúng ta đầy máu rồi, đánh đấm gì nữa các bạn. Đây, đó, 129k. Quá là quá ghê gớm, quá ghê gớm các bạn. Đây thì bao nhiêu đây? Lên 257k, quá ghê gớm. Trời ơi, mà đây là Blood God, quá gắt. Một tình huống quá ghê gớm, nói chung là búa rất là ghê các bạn. Đó. Rồi, không gặp những rồng nào hay ho, ta múa thử các bạn.
giờ đánh chậm chậm lại. Băng nè, 121k các bạn. Không có những pha sóc đam ta. Đam kiểu đam căng. Có 4 hệ nhưng mà khắc chế được có 5 hệ các bạn. Với lại đam cũng không có được cao. Ta chủ yếu là để cho có sở hữu một chú rồng gọi lai gành, lai được, lai dễ gọi là lai rất là dễ luôn. Thì cũng cho có cái gọi là cũng trong cái môi trường, nhiều cái môi trường ta có thể là đánh được. Đó, 21 nha. Thì giờ những rồng này mình 21 thôi. Là một cái giai đoạn rất là thích hợp để chúng ta có thể là con rồi đó. Đó, kể cả những cái rồng này mình cho 21, Subsonic cũng cho 21 nha. Từ khi nào mà mình phân tách những mảnh như là Blood God và Headset thì gì thì mình mới là chơi một gọi là level 30 100 mảnh thôi. Đó. Trời, sức mạnh Blood God quá là hung bạo, quá là dữ tợn, quá khủng khiếp. Đây mình sợ là one hit one kill quá. Đây các bạn, mình sẽ xem là one hit triple kill như thế nào. Đó, trời ơi, mọi người đâu có hay rằng mọi người kêu là trời thế nào mình những lượt sau mình mới chết được chứ mà làm gì mới ra sân mà chết một mình là ba người được. Đấy các bạn. Ôi. Đó, trời ơi, one hit triple kill. Lượng máu ta hồi lên cho mỗi thành viên là tầm 40 mấy k đó. Ta có ba người mà. Rồi. Với một cái lượng đam nói chung là cũng rất là ngon, rất là ổn áp rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Sẽ đi vào đây. Trong đây thì nói chung là cũng là thuộc về sự kiện để chúng ta lấy những cái hộp rương. Đấy, rương này các bạn, đó biết ngay mà, X1, X2, X3, X6. Xe tăng này các bạn. Xe tăng này thì mình nhìn qua rồi là có 4 cái rương. Lượng con đi cái con xe tăng này là khoảng tầm 8k1. Lượng con ta thua đầy đủ đồ gì là khoảng tầm 7k6. Cho nên là xem thêm quảng cáo nha các bạn, nên ta phải xem thêm quảng cáo. Đó. Nếu có quảng cáo con xanh. Ui, có con xanh mới chắc có luôn. Ố, một cái rương gió đó các bạn. Rương gió tỷ lệ mở ra những chú rồng hệ gió. Và 2 phút, 2 phút xin ra hân hạnh tài trợ chương trình này các bạn. Nhiều khi là tỷ lệ là 90% ra 2 phút. Wow. Còn không thì ra chú rồng ách ơ nào đó. Thôi kệ, nhưng mà ra 2 phút cũng được. Dù sao ra những chú rồng kia thì mình để trong kho cho trực kho các bạn. Đó, nhưng mà cái này mình phải coi nha. Coi mới có chứ mà không coi cũng không có đâu. Đó. Nếu rảnh thì mình coi, nhiều khi mình không coi thì luôn các bạn. À, trong cái đây là gần hết cái đây rồi các bạn. Và mình lụm hết rồi. Trời ơi. Qua mấy nick kia nếu chưa làm thì cũng là làm ta lụm thôi, chứ mà ngắn mà giữ phần thưởng ngon ta nên lụm các bạn. Đó, quay lại với cái này thì đầu tiên là nếu các bạn muốn đi trong vòng chìa khóa thì chúng ta sẽ có những lưu ý. Chìa khóa bắt đầu bằng chú rồng này. Đó.
Rồi, ván hôm nay thì như là đi hết cái này là chúng ta có khoảng tầm mình đếm nha. Trước này thì nói chung là một cái rồi nè. Đó, chìa khóa màu xanh. Xanh trong này các bạn. Ô, quả tinh à. Trong này không biết có mấy cái rương này, chắc là một. Một là hai. Rồi, tới xanh này. Trong này có hai cái nữa các bạn. Đó. Đó, đây là ba này. Rồi, chìa khóa xong tới đây là 4. Tới đây là được tầm 6k con các bạn, là tới được 4 cái. Còn cái bên đây. Rồi, chỗ vòng này. Vòng này thì nói chung là sẽ có thêm khoảng tầm là 4 cái nữa hay sao ấy. Đếm lại nha các bạn. 1 2 3. 3 cái thôi sao? 3 cái thôi sao ta? Rồi, chắc là 3 cái các bạn. 1, 2, 3. Thì tới mà hết được 3 cái đó là cũng tầm là 10k con rồi. Khá là nhiều con nhưng mà xem chúng ta nếu mà muốn đi lấy gọi là nhiều cái rương nhất thì phải đi đây thôi. Còn đi bên đây là chúng ta được khoảng tầm là 4 cái. Còn đi với rồng trên đâu ta? Ồ, đi với rồng này mà. Ủa mình nhầm các bạn, đi chỗ rồng này nè. Nãy nhầm. Rồi rồng kia là 3 cái đúng rồi. Còn cái rồng này là 1 chắc phải 4 cái, 2 3. Ủa, cùng 3 cái luôn hả? Trời ơi, 1, 2, có bị hòa bắt không ta? Đó, xe lại nha. Rồi 1 2. Đúng là 3 cái các bạn, 3 cái thôi. Để xem coi. Rồi ok. Thì nói chung là cũng nhiều đó các bạn. Đi thì nếu vậy thì nhiều khi chúng ta chỉ cần mở 4 cái rương thôi. Mà nếu 4 cái rương thì chúng ta sẽ nên là đi vào vòng này các bạn. Đây. Vòng này nhiều khi đi chúng ta còn có nhiều cái ngon đấy. 8k1. Tầm đó các bạn. Một rương. Hai rương. Ba rương nhưng mà có off nè. Có rương Helix nè. Đó. Có khi sở hữu được luôn ấy. Rồi thì đó là như vậy. Có gì mình xem lại sau cho mọi người. Thấy hơi kỳ các bạn. Không biết mình có đếm nhầm hay không. Thấy kỳ. Nhưng mà nếu mà đếm nhầm thì thôi cũng thông cảm nha các bạn. Rồi ok. Thì sự kiện chúng ta sẽ là như vậy. Video chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.